Mến chào cô chú anh chị và các bạn, hôm nay mình ghé lại Home Depot ở thành phố Laguna Niguel đó. Thì hôm qua nguyên cái chỗ này là để đất sale thì đã bán hết rồi nha cô chú. Nhưng mà mình thấy bữa nay có mấy cái chậu này đang sale nè. Thì giá thường là 129 đồng, bây giờ sale còn 9 đồng. Nếu bạn nào thích đó, thì mình đến mình mua nha. Sẵn đây thì mình chia sẻ luôn là mình có hỏi cái người cashier đó là tại sao mà giống như á, ở chỗ kia họ sell cái này mà sao ở đây không có sell, thì họ nói tùy theo cái cửa tiệm của mỗi nơi nha cô chú, chứ không phải ở đây sell thì ở Home Depot khác cũng sell giống như vậy, tùy theo. Nếu bạn nào thích cái chậu mà dài á, mà to đó, thì ở đây đang sell còn có 9,99 đồng cho một cái thôi nha. Mình thấy chậu này sale cũng rẻ, nhưng mà mình không có biết mình trồng cái gì vô đây, không còn chỗ nữa cho nên mình cũng không mua, chứ thấy giá rất là rẻ luôn, chỉ còn có 10 đồng một chậu thôi. Chậu rất là cao luôn, 35 inch to luôn đó cô chú. Đó, giá 9,90 đồng, giá thường là 129 đồng. Hôm nay mình thấy ở trên Facebook mấy bạn là có post cái Pismot này nè ở Home Depot mà Lake Forest á, thì on sale còn có 4,99 đồng thôi. Thì mình mới chạy lên cái chỗ mà Home Depot ở Laguna Niguel, mình check giá thì 20 mấy đồng nha, không có sale. Giống như đó, họ có những cái đồ mà clearance đó, họ muốn bán bớt đi đó, cho nên tùy thuộc vào mỗi Home Depot họ có cái giá khác nhau. Đây là tóc Việt Nam nè, nếu mà bạn nào mà thích tóc Việt Nam á, thì Home Depot mới về, hôm qua mình có ghé thì mình quay thì không có thấy có tóc Việt Nam. Nhưng mà hôm nay mới về tóc tròn Việt Nam nha cô chú. Nếu bạn nào thích tóc tròn Việt Nam thì Home Depot đang có khoảng chừng 10 mấy cây á, cái giá là 46,98 đồng cho một cây luôn. Gốc của nó cỡ nó bằng này nè cô chú. Đó. Thì bây giờ Hà quay từng cây cho cô chú xem sơ qua coi nó như thế nào. Mình có thích không thì mình lên mua nha. Đó, đây là tắc ca tròn. Ô, đây là cây Tangerine Fixie. Loại quýt này ngọt lắm cô chú. 46,98 đồng. Đó, cái cây cỡ này nha. Đó. Còn mình xem cây này là cây gì. Cây này cũng là cây tắc tròn luôn. Đó, cây gốc của nó rồi cũng thấy có trái nè. Xem cây này cây gì đây. Cây này là Fixie luôn nè. Hai cây Fixie nha. Đó, hai cây Fixie. Quýt này là rất là ngọt nha cô chú. Ai thích đó, mình ghé mình mua nha. Hai cây, ba cây Fixie nha. Có ba cây Fixie. Còn này là tắc tròn Việt Nam. Đó, tắc tròn Việt Nam có 2, 4, 6, 8, 10, 12 cây tắc tròn Việt Nam á. 1, 2, 3, 4, 5, có tất cả 5 cây Fixie. Còn đây là cam này. Đây là cam Valencia. Cây cam. Cây cam có cây chanh Thái Lan mà nhỏ. Chanh Thái Lan có nhánh nhỏ xíu à. Bên này nữa có chanh Thái Lan. Đó. Bên đây là cam luôn nha, cam. Đó, cây cam. Chanh Thái. Bên trong này có cây gốc này. Hà vô Hà coi coi. Cây gốc rất là to, không biết là cây gì đây. Cây cam. Cây cam, cây này gốc đẹp nè. Gốc to hơn hồi xưa Hà mua luôn á. Cây tàn cũng ok nha. 46 đồng một cây. Bên trong cũng cây cam. Cây bên trong cũng đẹp nha. Cây bên trong đó. Cây bên trong. Bây giờ quay đến mấy cái cây mà cái dạng mà giống như là cao á, gầy cao đi lên rồi có một chùm lá phía trên á,
thì mình thấy đa số là những cây mandarin loại pace. Loại pace cũng rất là ngon luôn. Nhưng mà mình thấy cây nó gầy quá à. Mình thích cái cây nó lùn lùn, nó xòe ra đó. Cây ấy nó gầy lắm. Không biết nuôi khi nào nó mới lớn đây. Họ có một cây kitsu nha. Một cây kitsu, cây kitsu á. Cây cũng rất là gầy luôn nè à. Nhỏ lắm. Nhỏ hơn đợt trước mình đi quay á. Đợt trước đi quay á, thấy cây nó sum xuê hơn á. Thì cô chú nào muốn thì mình chờ tiếp đi. Khi nào có hà đi quay cho rồi mình chạy lên mình mua nha. Nó toàn là cây đen xì không à. Mà mấy cây này á, nó gầy gầy không à. Cũng là cam hết luôn. Nhưng mà thấy có một cây này đẹp nè, quay ra nè, Midnight Orange nè. Tàn tán. Gốc to hơn ngón chân cái nha, 119. Bên trong đây cũng cây cam luôn. Nhưng mà cây ngoài đẹp hơn nha. Cây ngoài đẹp hơn nè, đó. Cây này cây gì đây? Không có thấy thác ha. Orange. Đây là cây bơ. Cây bơ. Cây này đẹp này cô chú. Cây bơ dễ nhiên. 40 đồng. Cây bơ 40 đồng. Cây bơ này đẹp nha cô chú. Đây là cây wall. Quả Muji. Cây này mùa này bắt đầu ra lá tiếp rồi nè. Cây này có trái á, rất là tốt luôn á. Ăn ngon lắm. Còn đây, à, đau quá. Cây này là cây cam. Trời ơi, nó đâm chảy máu tay luôn nè. Cây chanh nhé. Cây chanh, đây cây tắc nè. Cây tắc chậu 25 gallon. Trái rất là nhiều nha cô chú. Nhưng lá hơi vàng nha. Về mình bón phân cho nó. Đó, nhiều trái lắm nè. Tắc tròn Việt Nam. Trái màu xanh nữa nè. Quá trời luôn. Đó. Nói chung cái tàn rất là đẹp, rất là cao. Cái chậu thì 25 gallon toàn đá không à, nặng lắm nha cô chú. Phải có người khiêng mới được á. Thì lần này á, Hà thấy mấy cây bơ này đẹp nè cô chú. Mấy cây bơ mà 40 đồng á. Cái dáng rất là đẹp luôn. Thấy cây tàn tán rất là đẹp luôn nè. Có mấy cây này đẹp nè. Cô chú nào muốn mua cây bơ nhỏ đó thì ở đây có một cây nè. Có mấy cây luôn chứ quên. Đó, rất là đẹp. Mấy cái cây này. Mấy cái cây này 34 đồng một chậu. Đó, cây to hơn thì 79 đồng 98. Cây này có bao nhiêu? 29 đồng 98. Thấy cái lá cũng rất là đẹp luôn. Cây này cũng thấy đẹp nè. Này giống như là hoa hồng vậy đó. Hoa hồng nhỏ vậy đó. Rất là đẹp luôn. Có màu hồng rồi có màu đỏ nữa nè. Cứ mùa này là ra bông giống như mùa Tết của mình vậy đó. Giá là 29 đồng 98 nha. Đây là cây đào donut nè. Vẫn còn cây đào donut ở đây nha. 28 đồng 98 cho một cây. Đây là cherry. Đó. Đây là cái loại này nè. Manamin Nectarine. Đó. Rồi. Đây là cái loại táo. Cây thì cây Beirut đang mọc lá lên rất là nhiều. Đó. Có cái loại này nữa nè, loại đào này nè. Rồi, có cái loại này. Đó. Nho, có nho. Đây có Asian Pear nè. Asian Pear một loại thôi nha, là 28 đồng. Cái cây này là 31 đồng 98 nha. Đây là cây này. Có loại này nữa. Bangkok Spice. Còn có loại này. Còn đây là cherry nè. 2-in-1 nha cô chú.
ba loại luôn. Mấy cái cây cherry cũng rất là đẹp luôn nè, đó ba loại trên một cây. Có cái loại pinches loại này nè, còn loại này nữa nha, đó ba loại. Còn đây, đây là lâm nè, lâm cũng ba loại trên cây. Và lê, lê cũng ba bốn loại trên một cây luôn, bốn loại luôn, ba loại. Còn táo cũng ba loại luôn nha. Đó. Có rất là nhiều luôn nha. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem hết video của Hà nha. Bye.